kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Trong không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều nay đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng ứng trực và chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô nói riêng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực, những hy sinh thầm lặng và chúc mừng những chiến công của cảnh sát giao thông trong năm 2018, gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng lưu ý phòng cảnh sát giao thông cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các sự kiện hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các địa điểm vui chơi giải trí lễ hội đầu năm 2019 và an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Kỷ Hợi. Chiều nay, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có buổi thăm làm việc, kiểm tra công tác ứng trực cũng như tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho phạm nhân tại trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, Đại tá Chu Xuân Thọ, giám thị trại tạm giam số 1 đã báo cáo kết quả công tác năm 2018 của trại, đặc biệt nhấn mạnh công tác triển khai ứng trực và chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ cũng như trại viên đón Tết cổ truyền dân tộc. Phát biểu chúc Tết cán bộ chiến sĩ, trại viên đang thụ án, bị tạm giam, tạm giữ tại trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, phấn khởi cùng nhau vui xuân đón Tết tại đơn vị. Bày tỏ sự quan tâm đến các trại viên, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy trại tạm giam số 1 chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước đối với các trại viên trong dịp Tết. Cũng tại buổi thăm, Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đã tặng quà động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ tại trại tạm giam số 1 trước dịp Tết Nguyên đán. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án vận chuyển hàng cấm, cụ thể là pháo nổ, đối với Vũ Văn Cung, sinh năm 1993, trú tại quận Long Biên, xảy ra cách đây 2 tuần. Việc nhanh chóng đưa ra xét xử lưu động vụ án buôn bán hàng cấm như thế này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, nhất là trong dịp cận Tết này. Như bản tin 141 đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ tối ngày 17 tháng 1 năm 2019, qua công tác tuần tra tại khu vực phường Phúc Xá, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Ba Đình phát hiện bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Cung đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 36 cân pháo nổ đi tiêu thụ. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Cung 15 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm. Chỉ vì hám tiền cước vận chuyển 1 triệu 400 nghìn đồng mà đối tượng đã rơi vào vòng lao lý. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho không ít người có ý định sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng hàng cấm. Trước những nguy cơ cháy nổ đang ngày một gia tăng, đặc biệt là khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, Công an quận Cầu Giấy đã tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền các kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy đến với người dân cụm chung cư 5A và 7A, tòa nhà tái định cư đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Không phải những bài thuyết trình khuôn sáo, mà thay vào đó là ví dụ cụ thể về đám cháy thảm họa ở nước Anh hay các vụ cháy tại các tòa chung cư xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Các kiến thức đơn giản từ việc thắp hương thờ cúng ngày lễ Tết đến các kiến thức sử dụng bình chữa cháy, cách dập tắt bình ga khi xảy ra sự cố. Tất cả đều được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, khiến người dân vô cùng thích thú. Ngày xưa mà nếu mà cháy thế thì chúng tôi chạy ngay, dứt khoát để bỏ của chạy đến người. Nhưng mà bây giờ trông thế này thì là mình yên tâm rồi. Nhưng mà tuy nhiên là có một cái bình CO2 thì không phải nhà ai cũng có. Ngay cái chuyện mà ông xịt cái nổ bụp phát ông đã giật mình rồi. Đấy, thế là vì chưa có kiến thức. Thế bây giờ làm thế nào bà con đều hiểu về cái bình CO2 kia mà trang bị mà lại còn biết cách sử dụng nó cho nó yên tâm. Quá hữu ích chứ. Quá hữu ích chứ. Hơn là không hiểu biết một cái gì. Không có một kiến thức cái gì thì sao khi mà mình gặp phải cái tình huống là khó xử lý khó. Các kỹ năng về chống khói hay kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn cũng được trình bày trong buổi tập huấn. Rõ ràng, sau buổi tập huấn, người dân đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng và chữa cháy. Qua đó có thể bảo vệ được tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và những người xung quanh. Mặc dù đã được tuyên truyền rất nhiều nhưng mà một số các hộ dân ở trong các tòa chung cư là cái ý thức và cái trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy là chưa cao. Nên là những cái đợt tổ chức về cái công tác tuyên truyền này thì
rất nhiều hộ dân là tỏ ra thờ ơ, là chưa chú trọng với cái công việc công tác phòng cháy chữa cháy, mà thờ ơ với chính với cái tính mạng của mình. Để phong trào phòng cháy chữa cháy toàn dân không chỉ là một khẩu hiệu, thì những kỹ năng phòng cháy phải tiếp cận và đi vào đời sống của từng gia đình, từng người dân ở những khu chung cư trong thành phố. Thời gian tới, Công an quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn tuyên truyền đến từng tổ dân phố, khu dân cư, quyết tâm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn quận. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.